Chào thật vui. Bà sẽ quay về sở thú trước khi mặt trời lặn. Cùng làm nào. Sao nào? Các cậu chưa rửa tay mà. Đón xem Madagascar, tuổi thơ hoang dã trên kênh Happy Kids. Trở lại với công việc nào, Templeton. Xin chào tập đoàn bé cưng xinh đẹp. Chào sếp, báo cáo công việc. Chào anh của sếp. Chúng luôn thân thiện thế này à? Phải khiến cho thế giới yêu thương em bé hơn cả cún con và mèo con. Mức độ yêu thích trẻ em đang giảm mạnh. Mối đe dọa là gì? Mèo. Ta sẽ giải quyết nó. Ta thử ném đồ và đổ cho bọn mèo được không? Tuyệt, sao vàng cho Stacy. Nói thẳng thì bọn mèo đã nghĩ ra trước rồi. Mèo hư. Đón xem nhóc chùm trở lại công việc trên Happy Kids. Ta không còn các nguyên tố hòa hợp nữa. Ta phải tự lực rồi. Em phải làm công việc liệt kê những thành tựu của chị để cho chị thấy mọi người tin tưởng chị sao? Cậu đã tạo ra khác biệt lớn hơn bọn tớ. Ashka đang chờ ta giải cứu. Lại như ngày xưa rồi. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Đón xem chú ngựa nhỏ tình bạn diệu kỳ. Ta tin tấm bùa đã tìm ra nhà vô địch. Cậu là người được chọn. Con người bảo vệ chúng ta ư? Đây là thế giới cậu sắp bảo vệ. Thợ săn yêu tinh. Nhanh lên. Tôi biết cậu có tiềm năng mà. Đón xem các tập mới vào thứ tư và thứ năm lúc 17 giờ trên kênh Happy Kids. Siêu quái vật